Triển lãm 6 gian phòng, 6 màu tiêu biểu của cờ lục sắc hướng đến niềm hy vọng xóa bỏ định kiến về cộng đồng LGBTQ+ được thực hiện bởi stylist Kelvin Lay. Cảm ơn bạn đã chọn trải nghiệm nghệ thuật giữa hàng tỷ nội dung hấp dẫn. Mình là Lý Nhung. Triển lãm 24 tác phẩm kỷ niệm sau 14 năm tuyệt vời, Craig Thomas Gallery cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt với không gian Trần Nhật Duật, ngôi nhà chính của chúng tôi. Cũng là kỳ triển lãm nhóm cuối cùng của chúng tôi tại không gian đặc biệt này. Cảm ơn bạn đã chọn trải nghiệm nghệ thuật giữa hàng tỷ nội dung hấp dẫn. Mình là Lý Nhung. Triển lãm 40 tác phẩm do UNESCO là đón vị bảo trợ triển lãm. Trong năm 2023, Người đàn bà trên sông Ngân là triển lãm lần thứ 2 của tiến sĩ họa sĩ tại không gian của Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, nối tiếp chuỗi triển lãm Người đàn bà đi tìm mặt trời năm 2022, Người đàn bà trên sông Hằng tháng 5 năm 2023. Cảm ơn bạn đã chọn trải nghiệm nghệ thuật giữa hàng tỷ nội dung hấp dẫn. Mình là Lý Nhung. Triển lãm 81 tác phẩm, triển lãm cá nhân lần thứ 2 tại thành phố Hồ Chí Minh, tiếp nối chuỗi triển lãm Gen và Art 2022. Bức tranh không lời chỉ đơn thuần giao tiếp bằng cảm xúc. Thông điệp của họa sĩ dành cho triển lãm, Painting Without Words Only Communicate Through Emotion. Cảm ơn bạn đã chọn trải nghiệm nghệ thuật giữa hàng tỷ nội dung hấp dẫn. Mình là Lý Nhung.
Triển lãm 46 tác phẩm của nhóm 10 họa sĩ do Chimbo Collective đơn vị tổ chức lưu trú, triển lãm và workshop thực hiện triển lãm. Cảm ơn bạn đã chọn trải nghiệm nghệ thuật giữa hàng tỷ nội dung hấp dẫn. Mình là Lý Nhung. Triển lãm trưng bày 30 câu trích dẫn hay từ sách của Thiền sư Thích Nhất Hạnh về cuộc sống, tình yêu, sự tỉnh thức và hạnh phúc. Để mọi người đến gần hơn với những chi kiến của Thiền sư, cảm ơn bạn đã chọn trải nghiệm nghệ thuật giữa hàng tỷ nội dung hấp dẫn. Mình là Lý Nhung. Triển lãm 10 tác phẩm của 10 nghệ sĩ đạt giải Dogma Prize 2023. Để ghi nhận thực hành sáng tác, tôn vinh các nghệ sĩ Việt Nam đương đại thông qua việc tập trung vào tranh chân dung tự họa trong mọi lĩnh vực nghệ thuật. Cảm ơn bạn đã chọn trải nghiệm nghệ thuật giữa hàng tỷ nội dung hấp dẫn. Mình là Lý Nhung. Triển lãm 23 tác phẩm của 4 nghệ sĩ. Tomurali hân hạnh giới thiệu triển lãm mới nhất của mình kết nối với nơi trưng bày tác phẩm của 4 nghệ sĩ tài năng Lê Thiết Cương, Tào Linh, Phạm Trần Quân và Hoàng Phương Liên. Cảm ơn bạn đã chọn trải nghiệm nghệ thuật giữa hàng tỷ nội dung hấp dẫn. Mình là Lý Nhung.
triển lãm 29 tác phẩm thuộc triển lãm cá nhân đầu tiên của Trần Nữ Yên Khê. Sau 3 thập kỷ âm thầm thực hành nghệ thuật của nữ diễn viên điện ảnh, chỉ đạo nghệ thuật và thiết kế phục trang. Đến từ Paris, cảm ơn bạn đã chọn trải nghiệm nghệ thuật giữa hàng tỷ nội dung hấp dẫn. Mình là Lý Nhung. Triển lãm 18 tác phẩm của các họa sĩ chiến thắng cuộc thi tại Việt Nam. Hơn 40 năm từ lần đầu tiên xuất hiện tại Singapore với mục tiêu công nhận và tôn vinh các nghệ sĩ ở khu vực Đông Nam Á, cuộc thi UOB Painting of the Year do ngân hàng UOB tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam đã đem đến một sân chơi chuyên nghiệp dành cho các họa sĩ trong nước bộc lộ tài năng nghệ thuật. Cảm ơn bạn đã chọn trải nghiệm nghệ thuật giữa hàng tỷ nội dung hấp dẫn. Mình là Lý Nhung. Triển lãm 24 tác phẩm, biến hóa thị giác, cuộc hành trình mới với một nữ nghệ sĩ bí ẩn. Những minh chứng cho thế giới phụ nữ đầy phức tạp và đa chiều, được thể hiện qua nhiều kỹ thuật và tầng lớp cảm xúc. Cảm ơn bạn đã chọn trải nghiệm nghệ thuật cùng Lý Nhung giữa hàng tỷ nội dung hấp dẫn. Triển lãm 35 tác phẩm tranh lụa, sự kết hợp giữa kỹ thuật truyền thống và ý niệm đương đại. Điểm giao thời đại, vọng cảnh là cái nhìn dọc miền tâm thức của hai nghệ sĩ trẻ.
Đó cũng là quá trình đối thoại giữa đời sống và nghệ thuật, là sự quan sát những vấn đề của thực tại đang hiển hiện trước mắt và ghi chép lại bằng ngọn bút hội họa những tiến trình đang diễn ra trong tâm hồn người nghệ sĩ. Cảm ơn bạn đã chọn trải nghiệm nghệ thuật cùng Lý Nhung giữa hàng tỷ nội dung hấp dẫn. Triển lãm 17 tác phẩm chất liệu acrylic sáng tác năm 2023. Úp miêu tả cách cô ấy bắt chọn các khoảnh khắc cuộc sống hàng ngày của xã hội tiêu dùng thông qua những bức tranh màu sắc. Nghệ sĩ người Đức Catherine An sống và làm việc giữa Berlin và Barcelona. Cảm ơn bạn đã chọn trải nghiệm nghệ thuật cùng Lý Nhung giữa hàng tỷ nội dung hấp dẫn. Tiếp nối hành trình và khám phá một phiên bản khác của chính bạn tại triển lãm Into the Mirror. Cảm hứng từ lịch sử của chiếc gương Antofragola và sự bứt phá khỏi những định kiến mà mỗi chúng ta phải đối mặt trên hành trình thể hiện bản sắc cá nhân. Cảm ơn bạn đã chọn dừng lại, trải nghiệm nghệ thuật cùng Lý Nhung giữa cuộc sống hối hả. Triển lãm 79 tác phẩm của nhóm 5 họa sĩ xuất thân từ Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Họ đưa đến sự định hình nhận dạng phong cách cá nhân ngày càng rõ nét. Cảm ơn bạn đã chọn dừng lại, trải nghiệm nghệ thuật cùng Lý Nhung giữa dòng chảy bộn bề hối hả.
triển lãm Archivism một vóc nghìn vải, trở lại vào 2023 với Readymade Streetwear Identity Exhibition and Workshop. Mọi thứ bắt đầu từ một câu hỏi, streetwear là gì? Streetwear đề cao tính chân thực nhưng các thực hành chủ đạo lại xoay quanh biến tấu. Streetwear thể hiện cái ngông của đường phố nhưng đôi khi lại hợp tác và hiện diện ở thời trang xa xỉ. Cảm ơn bạn đã chọn dừng lại, trải nghiệm nghệ thuật cùng Lý Nhung giữa dòng chảy bộn bề hối hả. Triển lãm 78 tác phẩm, có những gặp gỡ hay kết hợp với nhau đều là cái duyên. Song hành của họa sĩ Hà Hùng cùng với Hà Bình Nhưỡng cũng là cái duyên trong chặng đường nghệ thuật. Bằng sự tương thông và chia sẻ trong hành trình đi tìm cái đẹp. Cảm ơn bạn đã chọn dừng lại, trải nghiệm nghệ thuật cùng Lý Nhung giữa dòng chảy bộn bề hối hả. Triển lãm 120 tác phẩm của 5 nghệ sĩ Arthur Skepmas, Sandra Cherry, Christoph Hazer, Negin Rubax và Luigi La Fecla đến từ 59 Rivoli, trung tâm văn hóa trong lòng Paris, đã đến thành phố Hồ Chí Minh và trải nghiệm cơ hội đặc biệt. Họ được thoát khỏi vùng an toàn để tìm kiếm chất liệu sáng tạo nghệ thuật của mình từ thiên nhiên và văn hóa Việt Nam. Cảm ơn bạn đã chọn dừng lại, trải nghiệm nghệ thuật cùng Lý Nhung giữa dòng chảy bộn bề hối hả. Triển lãm 36 tác phẩm, Vì cuộc đời là những chuyến đi. Ngoài trường lớp và sách vở, thiên nhiên là người thầy để lại cho tôi biết bao bài học trong hội họa. Những chuyến du ngoạn luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho tôi. Nhìn lại hành trình hơn 10 năm vẽ trực họa ngoài trời. Cảm ơn bạn đã chọn dừng lại, trải nghiệm nghệ thuật cùng Lý Nhung giữa dòng chảy bộn bề hối hả.
triển lãm 89 tác phẩm của 71 nghệ sĩ. Triển lãm tranh sơn mài lần này được tổ chức nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là sự kiện đặc biệt để bày tỏ lòng biết ơn và tri ân các thầy cô đã truyền dạy những kiến thức kinh nghiệm trong sáng tác, nhất là kỹ thuật chất liệu sơn mài truyền thống, loại hình nghệ thuật đặc trưng Việt Nam. Cảm ơn bạn đã chọn dừng lại, trải nghiệm nghệ thuật cùng Lý Nhung giữa dòng chảy bộn bề hối hả. Triển lãm trưng bày thời trang, một diễn giải của thời trang, nghệ thuật thị giác và trình diễn. Kết hợp sáng tạo giữa Monique Studio, nhà thiết kế Doãn Anh Thư và nghệ sĩ thị giác Phúc Văn Đặng Phúc Isme. Trưng bày thời trang thấy thấu, một trưng bày biểu đạt giao thoa giữa ngôn ngữ nghệ thuật và thân tâm trí con người. Cảm ơn bạn đã chọn dừng lại, trải nghiệm nghệ thuật cùng Lý Nhung giữa dòng chảy bộn bề hối hả. Triển lãm thương hiệu may mặc nghệ thuật có sự kết hợp hoàn hảo giữa văn hóa truyền thống và hiện đại của Việt Nam. Mỗi món đồ đều kể một câu chuyện sống động thông qua các chi tiết phức tạp. Mỗi tác phẩm độc đáo đều được lấy cảm hứng từ câu chuyện đáng kinh ngạc của Mai Lâm. Cảm ơn bạn đã chọn dừng lại, trải nghiệm nghệ thuật cùng Lý Nhung giữa dòng chảy bộn bề hối hả. Triển lãm đồ án tốt nghiệp của sinh viên.
Sau khi được thành lập thì đây là triển lãm lần thứ hai của ngành mỹ thuật ứng dụng thành phố Hồ Chí Minh. Mỹ thuật ứng dụng là loại hình nghệ thuật rất đa dạng, phong phú, tiếp cận sâu sát các hoạt động trong cuộc sống về tạo dáng mỹ thuật, trang trí mỹ thuật, thiết kế nội thất, thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa. Cảm ơn bạn đã chọn dừng lại, trải nghiệm nghệ thuật cùng Lý Nhung giữa dòng chảy bộn bề hối hả. Khi producer Hoàng Tuliver Việt Nam tạm rời phòng thu tiến vào phòng tranh, thực hiện triển lãm 30 tác phẩm nghệ thuật sẽ như thế nào? Midlife Crisis, lưng chừng khủng hoảng, thực hành nghệ thuật tiếp theo của Hoàng Tuliver, trưởng nhóm Space Speaker. Cảm ơn bạn đã chọn dừng lại, trải nghiệm nghệ thuật cùng Lý Nhung giữa dòng chảy bộn bề hối hả. Triển lãm 31 tác phẩm sơn mài được thực hiện trong 5 năm từ 2018 đến 2023. Đến với triển lãm tranh sơn mài lần thứ tư này, họa sĩ Lâm Huỳnh Linh đã khẳng định chỗ đứng riêng trong chất liệu. Cảm ơn bạn đã chọn dừng lại, trải nghiệm nghệ thuật cùng Lý Nhung giữa dòng chảy bộn bề hối hả. Cuộc trưng bày này là kết quả làm việc trong 3 năm gần đây của Nguyễn Thế Dung. Ở chặng đường này xuất hiện những yếu tố mới để họa sĩ ngẫm ra tên gọi nghiệm cành. Cảm ơn bạn đã chọn dừng lại, trải nghiệm nghệ thuật cùng Lý Nhung giữa dòng chảy bộn bề hối hả.
tập đoàn ViewSonic tổ chức. Triển lãm nghệ thuật ColorPro Award Rise lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Sáng tạo cần được nuôi dưỡng trong môi trường phù hợp và những cơ hội cọ sát để thăng hoa. Sáng tạo cần cộng đồng để cùng nhau phát triển. ColorPro Award Rise Exhibition là một thành phố sáng tạo mà bất kỳ ai cũng có thể đến và để lại dấu ấn riêng. Triển lãm mang đến hơn 100 tác phẩm đạt giải ColorPro Award cùng những tác phẩm nghệ thuật tương tác từ KB Studio và The Lab. Cảm ơn bạn đã chọn dừng lại, trải nghiệm nghệ thuật cùng Lý Nhung giữa dòng chảy bộn bề hối hả. Triển lãm 26 tác phẩm tranh và một sắp đặt với kích cỡ lớn. Thuật ngữ Shaman bắt nguồn từ tiếng Tungus của Siberia và được dịch là người biết tất cả. Một ý niệm về vạn vật đều có cội nguồn tâm linh và thế giới tâm linh luôn có mối liên hệ với thế giới tự nhiên. Thế giới quan trong tác phẩm là những điều huyền bí. Shaman tên của triển lãm trước khi đổi thành thiên nhiên và con người. Cảm ơn bạn đã chọn dừng lại, trải nghiệm nghệ thuật cùng Lý Nhung giữa dòng chảy bộn bề hối hả. Triển lãm 81 tác phẩm câu lạc bộ cựu chiến binh và kháng chiến và người cao tuổi là hoạt động thường niên nhân chào mừng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944. Cảm ơn bạn đã chọn dừng lại, trải nghiệm nghệ thuật cùng Lý Nhung giữa dòng chảy bộn bề hối hả. Đây là triển lãm chung của hai người bạn, một Việt Nam, một Đan Mạch.
họ quen rồi thân nhau từ lần vẽ graffiti chung ở Hội An từ năm 2006, và lần này họ triển lãm chung với nhau, đơn giản chỉ vì họ là bạn muốn bày tác phẩm chung với nhau một lần. Cảm ơn bạn đã chọn dừng lại, trải nghiệm nghệ thuật cùng Lý Nhung giữa dòng chảy bộn bề hối hả. Triển lãm 40 tác phẩm của 30 nghệ sĩ. Bộ sưu tập của Tomura Lee trên thế giới với nhiều hình thức thể hiện khác nhau từ vẽ màu, điêu khắc, nhiếp ảnh, in ấn hoặc kết hợp nhiều yếu tố với nhau. Mỗi tác phẩm đều có những câu chuyện riêng để chiêm nghiệm. Cảm ơn bạn đã chọn dừng lại, trải nghiệm nghệ thuật cùng Lý Nhung giữa dòng chảy bộn bề hối hả. Triển lãm đầu tiên của thương hiệu Viking Salon. 22 tác phẩm của 4 nghệ sĩ. Viking Salon là một không gian trải nghiệm nghệ thuật, nơi mà những người bạn có chung sở thích và niềm đam mê có thể chia sẻ cho nhau cách tạo ra và chăm sóc cảm xúc thông qua vẻ đẹp và sự quyến rũ của nghệ thuật. Cảm ơn bạn đã chọn dừng lại, trải nghiệm nghệ thuật cùng Lý Nhung giữa dòng chảy bộn bề hối hả.